Xin chào các bạn. Thì tiếp theo cái video trước á tôi đã hướng dẫn các bạn tạo tài khoản Google rồi. Thì cái video này thì cái um, tôi sẽ hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Google Docs ha. Nghĩa là cái phần mềm mà tạo uh, soạn thảo văn bản nó tương tự như cái phần mềm Microsoft Word tôi đã hướng dẫn các bạn rồi ha. Rồi thì đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu cho bạn cái uh, cái giáo trình. Hay cái giáo trình file uh, file file file.file file Word á, uh, file.docs của tôi đây ha. Rồi thì cái uh, cái file bài tập cái xin lỗi cái file giáo trình docs này á, thì tôi đã tải phía dưới cái uh, video youtube này đó, thì bạn có thể lên tải về ha mình hoàn toàn miễn phí thôi rồi thì cái google giáo trình docs này còn có gọi gọi còn có dịch tới tiếng việt mình là cái uh, google tài liệu đó ha rồi thì đầu tiên á thì uh, để mở phần mềm này lên á thì bạn là vào cái trình duyệt chrome hay trình duyệt nào cũng được hay trình duyệt web á bạn đánh cho tôi cái chữ là google tài liệu ấn tiếng Việt hay có dấu hay không dấu thì đều được ha rồi enter rồi thì Google nó sẽ tìm kiếm cho bạn đến cái trang này, ha trang Google nè google.com ha Google tài liệu đây mình thấy chưa rồi mình đích vào đây thì cái cái giao diện nó hiện ra như thế này thì để thực hiện mà được cái việc mà học cái phần mềm mà Google tài liệu Google Docs đó thì các bạn cần phải có cái tài khoản Google ha thì video trước tôi đã hướng dẫn các bạn rồi các bạn nào chưa có thì bạn hãy đi xem lại video trước của tôi rồi ta sẽ mở được cái trang này mà thấy chưa nó sẽ có bốn phần nè Google tài liệu là sổ hóa văn bản Google, trang tính nè nghĩa là slide á, là xin lỗi là sheet á, là Excel tương tự như Excel chứ còn cái trang trình bày tương tự như là PowerPoint nha, ha là Google slide thì tạo trang trình bày còn biểu mẫu này thì tôi sẽ nói sau rồi sau đó các bạn giả sử tôi đang chọn cái tài liệu này hết chưa rồi bạn click vào cái chuyển tới Google tài liệu click vô đây thì lần đầu tiên bạn đăng nhập á thì nó sẽ yêu cầu bạn đăng nhập tài khoản thì cái video trước tôi đã hướng dẫn các bạn um, cái cách tạo tài khoản Google rồi ha sẽ thử tôi đã tạo được tài khoản này nè 44 nè ha rồi sau khi tôi đã tạo video trước tôi đã tạo rồi á thì bây giờ tôi sẽ đăng nhập lại bằng cách tôi nhập cái tên và mật khẩu vô thôi rồi tôi đăng nhập cái mật khẩu vô đây sau đó tôi sign xin là đăng nhập vào bạn thấy chưa cái tôi mới tạo lần đầu tiên nên chưa có tài liệu nào hết sao là rồi giờ tôi sẽ tạo thử một tài liệu ha bạn di chuyển đến góc dưới cùng ở bên tay phải có cái nút tròn màu đỏ nằm lít vô đây là tạo tài liệu mới này thấy chưa lít vô đây rồi tôi sẽ thực hiện tạo tài liệu thì thì sẵn đây tôi sẽ nói cho các bạn biết sơ qua luôn là cái cái uh, cái file giáo trình tôi đây cái file giáo trình tôi đây rồi tôi sẽ để một song song này so sánh cho các bạn dễ thấy ha tay phải này rồi còn cái file kia là tay file trình duyệt đây tôi sẽ thu nhỏ cái giao diện lên một tí rồi tôi để như thế này rồi thì bạn sẽ thấy là bên tay trái là cái uh, cái giao diện của cái phần mềm Google tài liệu ha, Nghe Google Docs đó. Thì bên tay phải là cái giáo trình tôi đã tải phía dưới cái video này bản lên tải về. Thì sáng nay tôi nói các bạn luôn ha, tôi giới thiệu luôn là cái chúng ta sẽ học ba phần mềm ha, ba phần mềm là phần mềm gì? Docs, Sheet và Slide thì cái ba phần mềm này á thì nó tương tự như là Word, Excel, PowerPoint và cái giao diện nó là gần tương đồng với nhau khoảng 70 đến 80 phần trăm ha nên tôi hướng dẫn các bạn cái video này á về cái phần mềm Docs, Google tài liệu á thì thật ra thì bạn có thể sử dụng uh, được sử dụng được cái uh, xem các video hướng dẫn sau về cái phần mềm uh, Google uh, Google về Google tài liệu Google uh, Google Sheets với Google Slide sẽ dễ hơn ha rồi thì do cái giao diện nó gần như là giống nhau ha khoảng 70 mươi tám mươi rồi thì bây giờ á cái sẵn đây tôi nói với các bạn luôn là cái cái kinh nghiệm tôi học các phần mềm á thì tôi thấy đối với phần mềm mà soạn thảo phân bản á tương tự như Microsoft Word á thì tôi tự soạn ra làm bốn phần ha khoảng bốn phần như thế này thì đầu tiên bạn sẽ thấy là cái phần đầu tiên là chúng ta sẽ tạo mới tạo mới một cái file sau đó chúng ta tạo mới thì mở cái file đã có sau đó chúng ta sẽ luôn đặc biệt với cái phần mềm online này á, thì chúng ta không cần lưu nó tự động nó lưu thấy chưa không cần lưu tự động lưu và không cần đóng bằng chỉ tắt trên trình duyệt thì nó sẽ tự động đóng tắn, đóng lại thôi rồi cái thứ hai sau khi chúng ta mở mới một trang trắng rồi thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là chèn nội dung vào ha thì bạn thấy là chúng ta có thể chèn những cái văn bản hoặc văn bản hình ảnh biểu đồ liên kết gì đó số trang ngắt trang chân trang đầu trang header footer tương tự như word á một lục tự động này nè chèn bản vào đây ha sau khi chúng ta chèn xong thì chúng ta thực hiện cái việc thứ ba thao tác thứ ba là sau khi có nội dung rồi chúng ta thực hiện định dạng nội dung đó thì định dạng là định dạng phong chữ đó ha đậm nghiêng kích thước sai là biểu canh lề rồi là giảng dòng ha đánh số tự động đó là cái phần định dạng rồi bên cạnh cái phần định dạng thì các bạn sẽ biết là những cái thao tác cơ bản như là chỉnh sửa cái nội dung ta ha nghĩa là chúng ta sẽ cắt dán copy hay là hoàn tác hay là anh, hoàn tác làm lại hoàn tác undo làm lại là redo nữa ha đó rồi sau khi chúng ta đã định dạng xong cái nội dung chút cái việc cuối cùng chúng ta là chúng ta xem và chúng ta xem kiểm tra lại nội dung thôi giờ chúng ta thiết thiết đập, trang in nghe chuẩn bị in đó ha nó cơ bản chúng ta có bốn phần đây rất là đơn giản rất là đơn giản thì nó tương tự những cái phần mềm uh, Microsoft Word thôi ha phần mềm tôi đã hướng dẫn các bạn cái video trước rồi thì phần mềm này hầu như đó rất... các bạn uh, đã biết ha Microsoft Word đây rồi rồi đầu tiên thì giả sử như tôi sẽ nói nè giáo trình Docs bạn sẽ thấy là nó cái giáo trình nó tương tự rất rất tương tự như phần mềm Microsoft Word thì tệp này ta sẽ tạo mới hay lúc đây tạo mới tài liệu nó hoặc là tài liệu nè ha bản tính nè bản trình bày rồi sau đó các bạn sẽ mở mở cái file đã có sẵn đây và tải xuống tải xuống dưới dạng lưu ý cái này chúng ta thấy quyền tải xuống dưới dạng chấm x ha đó hoặc là pdf cũng được nè thấy chưa đó rồi là xong cái phần 1 rồi tới phần 2 chúng ta sẽ hiện cái việc là chèn đây là phần 2 nè chèn bản và chèn những nội dung mà vào ha thì chèn thì bản cái phần này rất là hay là do cái phần mềm này chúng ta có tiếng hoàn toàn hoàn toàn tiếng việt ha bạn lấy chiếc chèn nè thấy chưa bạn chèn được hình ảnh bạn lít vào đây nè liên kết bản vẽ biểu đồ nè chèn bản nè thấy chưa chèn ký tự đặc biệt chèn số trang đó số trang số lượng trang tổng nè nó chèn ngắt trang là ngắt phần tương tự như uh, insert uh, Pay layout đó tương tự như bên cái phần máy xếp ha chèn header footer là đầu trang chân trang nè nó chèn một lục tự động có luôn nè bạn thấy chưa nó tương tự nhau thôi rồi cái, còn, cái phần thứ ba chúng ta thực hiện cái việc định dạng và chỉnh sửa là gì định dạng là và sử như tôi đánh một cái văn bản là giản như đi ha này cái sự uh, đánh cái chữ list uh, gì đây tôi đánh cái chữ đơn giản này giáo trình đó đi ha rồi thì tôi quét chọn như thế này thì phần định dạng này bạn thấy chưa ở ngoài nó cũng có nè in đậm nghiêng gạch dưới là tô màu nè thấy chưa liên kết ghi chú canh lề ha canh lề trái phải nè số tự động nè thấy chưa nó phông chữ nè à, hoặc là bạn click vào đây cũng được chứ định dạng nè thấy chưa nó in đậm in nghiêng nè kích thước kiểu chữ kiểu đoạn ha căn chỉnh nè rồi giãn cách chia cột rồi này danh sách này nè thấy chưa nó nó rất là tương tự như phần mềm quạt thôi đâu có gì khác đâu các bạn thấy chưa định dạng thì bạn sinh dạng hoặc bạn hãy chỉnh sửa nè ha, thực hiện cái thao tác là cắt dán copy nè chọn tất cả tìm kiếm thay thế nè ha nghĩa là tương tự như cái phần mềm quạt là file and relay đó rồi undo, redo là hoàn tất làm lại nãy chưa nó rất là đơn giản thôi rồi xong cái phần mà định dạng xong á chỉnh sửa xong á thì chúng ta tiếp tục tới cái phần cuối cùng là xem và in thôi thì bạn kiếm cái công cụ xem nè để chúng ta coi ha xem thì bạn hãy xem thước này chưa trường hợp nó bị mất thước thì nhấp đây hiển thị thước rồi uh, các này bạn thấy để mặc định cũng được chế độ xem cứ để mặc định toàn bộ rồi sau đó chúng ta thực hiện cái việc cuối cùng là chúng ta thiết lập in thôi in thì bạn click quay lại cái file cái uh, tab đẹp nè mình trên menu là tab đẹp nè bạn chọn tới phần uh, thiết lập trang in nè thiết lập trang in nè ha click vào đây thì chúng ta thiết lập trang in cho cái file uh, file docs này, thì tương tự như cái phần mềm Word thôi. Trang đứng hay trang ngang, nãy chơi đầu đứng hay khổ ngang. Kích thước khẩu giấy là 4 hay 3 hay gì đó tùy các bạn. Rồi, cái phần canh lề này ha, cho lề trên cùng, ở dưới, trái, phải lề của trang giấy so với soi nội dung của ta đó ha. Rồi cái trang ta có màu nền không? Mặc định là không, màu trắng ha. Ít ai sử dụng màu nền lắm rồi. Hoặc là đặt cái chế độ ban vừa điều chỉnh nó lại mặc định hết cho đây Xong ok ha. Rồi là bạn thấy chưa? Rất là đơn giản là chúng ta đã xong một cái trang này rồi. Đó. À, xin lỗi đã xong một cái phần mềm Docs này, tương tự như phần mềm Word rồi ha. Bạn thấy chưa? Rất là một vài thao tác đây. Mà cái phần mềm Microsoft thì chúng ta là cái phần mềm bản quyền ha, phải có phí của một công ty Microsoft. Còn đối với cái phần mềm phần mềm Docs này á của Google á, là hoàn toàn miễn phí nhưng mà nó cái nhược điểm của nó là các bạn phải có mạng ha, các bạn phải có mạng internet để các bạn có thể sử dụng được cái cái phần mềm này đó, nó miễn phí thôi rồi uh, sau khi xong thì bạn có quyền nhiều cái cách lưu hay giả sử như bạn có thể là lưu giả sử như lưu bằng cách nào bạn có thể là tải xuống nè trong cái phần bạn có thể là trong phần tệp là bạn kiếm cái chữ tải xuống ha tải xuống cái máy máy tính của bạn á chứ dạng phải đót hay file pdf rồi nè thấy chưa rồi hoặc bạn trường hợp các bạn không cần tải xuống bạn cứ để nguyên gì bạn bạn tắt bạn làm xong á thì bạn tắt cái 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 tab của cái trình duyệt web này đi thì tự động nó cũng đã lưu ha tự động phần mềm cái cái ứng dụng Docs này nó tự động nó lưu rồi ha, nó tự động lưu trên cái Google Drive các bạn. Google Drive là cái nơi lưu trữ cái uh, dữ liệu của bạn á. Đây nè, Google Drive, nơi lưu trữ cái dữ liệu trực tuyến của bạn ha, của cái công ty của cái công ty Google luôn. Đó, hoàn toàn miễn phí thôi. Bạn được 17 g ha. Rồi tới phần này đó thì tôi sẽ nhắc lại tới ứng dụng đó tôi nhắc lại. Rồi vậy là chúng ta đã xong được cái giáo trình Docs này ha, Google tài liệu tương tự như Microsoft, Word. tương tự Microsoft Word đây. Rồi video sau cái phần mềm sau tôi hướng dẫn các bạn tiếp tục tới phần Google Sheet là tương tự với cái Microsoft Excel là soạn thảo bản tính rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo